Ngày 21 tháng 3 vừa qua, hãng xe Ford đã tổ chức sự kiện giới thiệu 3 mẫu xe, bao gồm Ranger, Ranger Raptor và Everest thế hệ mới, tại thị trường Thái Lan, ngay trước thềm triển lãm Bangkok International Motor Show 2022. Trong đó, Ford Ranger 2022 mới thu hút nhiều sự chú ý nhờ những cải tiến mạnh mẽ. Ở thế hệ mới, mẫu xe bán tải Ford Ranger 2022 có kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 5.370mm, chiều rộng 1.918mm, chiều cao 1.884mm và chiều dài cơ sở 3.270mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 8mm, rộng hơn 58mm, cao hơn 54mm và chiều dài cơ sở tăng 50mm. Không chỉ tăng kích thước, Ford Ranger 2022 còn được áp dụng phong cách thiết kế tương tự Maverick và F-150. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha hình chữ C, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày và ôm lấy lưới tản nhiệt. Ở giữa lưới tản nhiệt là nan kép mới, tích hợp logo của hãng Ford. Ngoài ra, xe còn có đèn sương mù nhỏ nằm ở hai góc đầu xe và tấm ốp gầm màu bạc. Những điểm đáng chú ý khác trong thiết kế ngoại thất của xe bao gồm đường gân mới bên sườn, khe gió sau chắn mùn trước, đèn hậu nằm dọc, tay nắm cửa trên thùng tích hợp đèn phanh LED thứ ba và camera lùi nằm sau logo của hãng Ford. Ở bản Sport, xe có đèn pha, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập điện. Trong khi đó, bản Wildtrak cao cấp nhất được trang bị tốt hơn, với đèn pha Matrix LED tự động bật tắt, chống lóa và chỉnh luồng sáng theo góc đánh lái. Đèn chờ dẫn đường tích hợp vào gương chiếu hậu, 3 gơ nóc, thanh vai bò trên thùng sau, ổ điện 12V và 230V trong thùng sau cũng như vành hợp kim 18 inch sơn màu tối, cũng có trên bản này. Bước vào bên trong mẫu xe bán tải này, người dùng sẽ choáng ngợp với nội thất gần như lột xác. Bản Sport của Ford Ranger 2022 tại Thái Lan sẽ có ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 8 inch, 2 ổ điện 12V, sạc điện thoại thông minh không dây, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB, hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, mở cửa không cần chìa khóa và nút bấm khởi động máy. Chưa hết, bản Sport còn có hệ thống thông tin giải trí sinh 4A, với màn hình cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, kết nối Bluetooth và ra lệnh bằng giọng nói. Thêm vào đó là hai cổng USB và hệ thống âm thanh 6 loa. Với bản Wildtrak, xe có thêm hai ghế trước chỉnh điện 8 hướng, một ổ điện 12V, một ổ điện 230V, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đèn viền nội thất, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch và 4 cổng USB. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Ford Ranger 2022 tại Thái Lan có những trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống ngăn lật xe và hệ thống kiểm soát hành trình. Riêng bản Wildtrak cao cấp nhất sẽ có 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi chuồng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh tự động tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước đi kèm hỗ trợ phanh, cảnh báo trạch làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm và cảm biến khoảng cách phía trước. Tương tự Everest mới, Ford Ranger 2022 tại Thái Lan cũng dùng hai loại động cơ cũ. Đầu tiên là máy dầu 4 xi lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0 lít, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Bên cạnh đó là hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Thứ hai là máy dầu 4 xi lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Bản cao cấp nhất của xe sẽ có 6 chế độ lái, bao gồm Normal, Economy, Towing, Slippery, Mud và Sand. Tại thị trường Thái Lan, Ford Ranger 2022 bán ra hai phiên bản là Sport và Wildtrak. Trong đó, phiên bản Sport được chia thành 3 bản trang bị là 2.0 lít turbo 6MT, 2.0 lít turbo 6AT và 2.0 lít turbo 2 cầu 6AT. Phiên bản Wildtrak lại được chia thành 4 bản trang bị là 2.0 lít turbo 6MT, 2.0 lít turbo 6AT, 2.0 lít biturbo 10AT và 2.0 lít biturbo 2 cầu 10AT. Giá xe Ford Ranger 2022 tại Thái Lan dao động từ 929.000 đến 1.299.000 baht, khoảng 633 đến 886 triệu đồng. Ford Ranger 2022 sẽ bắt đầu được trưng bày trong triển lãm Bangkok International Motor Show từ ngày 22 tháng 3.
Theo một số nguồn tin, mẫu xe bán tải này sẽ về Việt Nam vào quý 3 năm nay.